lăn xe thủ. Ui con cá chê. Cá chê. Ui cá chê to kìa. Có một chùm hổ mà. Cá chê nướng thì béo thôi vậy. Này cái chê phi nhỉ. Chắc cỡ chi rưỡi vậy. Cỡ chi rưỡi vậy. Chồng quay. Quay. Sang cá chê quay sang cá lăng. Đi trùng hổ mà. Ui cái chê phi to. Này nè, chân ký à. Ký không? Ký được ký, ký. Báo cá rồi, báo cá rồi. Ủa cái bụng nữa kìa. Quên. Mới thấy à cậu. Bá lửa chạy bụng. Đinh Trang Phượng. Đập đà so 2. Đà so hả? Dạ. Đập đà so 2 nè. Buổi sáng rồi anh nấu lẩu nè. Ủa có quậy không ta? Không. Đó. Anh đi câu với nàng tủ em luôn rồi. Đồ đi nó sức lớn không? Lọc mông á. Trời ơi. Bông mà câu câu. Đừng câu tay nè. Câu tay hả? Ờ, à, tao câu đủ hai mấy con giật chết chết. Mày trúng á. Ừ. Đứt biết bao nhiêu rồi đó. Mày nó bông nó gần nó bén lắm. Không, mà biết cách câu họ đã ngu như bò. Câu trùng như vậy, cứ chờ cho nó kéo lúc tha bây giờ đồ giúp tha giật kìa. Răng từ từ giật. Răng đứt à thầy. Không thì buộc cái cọng siêu bền ở trên này cọng kẽm gì á. Không đứt được. Thì 4:30 luôn nè. Tối thật lúc tối nó cũng không ăn luôn. Đi đâu rồi? Nhà đi con nè. Xong, xin cá. Đó. Ồ, ký mấy? Hành tớ, mấy lạng. Ký á, cá này nó nặng lắm á. Xin cá. Vô tâm, những ổ nó nông tâm quá trời luôn. Vô tâm hả? Ừ. Rồi để xa, tranh thủ à. Để tranh thủ, không rồi. Trời ơi, ngày đi giao lưu cùng hai anh em Lộc An. Đây. Anh em đi từ chiều hôm qua giờ lên được mấy con chê đấy để trong rộng thì nó đi ra hết trơn. Còn đừng con à, con to con nhỏ anh? Con to con nhỏ. Con nhỏ. Con mà con bằng tay á. Tiếc rồi nha. À con bằng tay, bằng tay cũng được chứ. Đây, xem. Cá chê nha, trong bằng tay cá chê nha. Hôm qua thì hai con máy dính vô máy hai con. To đi mất rồi. Cũng rộng ngủ sáng như vậy mất tiêu. Rồi. Ok, thì sáng hôm nay thì chiến lại nha anh em. Thì xem là có lên cá kể không. Vô việc. Ok, rồi nãy em quay rồi. Đây một anh mắm thủ hôm bữa xuống đây. Đang ra đồ nha, giờ chuẩn bị chiến thôi. Ban ngày thì sống lăn tăng, chiều nó im ru không ăn ha. Hay. Ok, bây giờ là 2 giờ rồi anh em. Thì mới đi lên ăn uống xong rồi đi xuống ngồi tiếp. Nói chung là hôm nay cá không thấy ăn anh em ơi. Có tầm thì có tầm mà không thấy ăn. Đấy, bữa thì càng máy thì mình câu lăn xe thì quăng xuống là chưa kịp qua dây nữa là có cá ăn rồi, bữa nay thì không thấy ăn luôn. Thì còn hai anh ở Lộc An thì giờ lên giọng ngủ. Chiều nay thì cũng về thôi. Không cá không ăn. Là lên chèo lên giọng ngủ luôn. Một anh đi sau là ngồi tít 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 bên kia bên này. Cũng vừa ăn uống xong, anh em vừa ăn uống xong thì xuống câu. Xem tới chiều về thì có được con hàng nào nữa không. Ok, thì giờ này chiều rồi gió thổi ngược xuống đầu cá ăn anh em ơi. Hai anh kia đi ngủ giờ cũng ra cặn luôn rồi. Trời bắt đầu có hiện tượng đang thui thù lùi sau lưng nữa nè. Ăn rồi mà còn nhẹ hả? Lâu mới ăn cái. Chừng là mưa xuống là cái đi ăn.
đuổi chiều mớm cá này mà bị mưa nữa em ơi. Anh Văn An Văn còn đang ngồi. Mưa rất là to luôn. Ok. Chưa lại. Rồi dọn đồ, anh này không được ra gọng. Anh kia cũng về trước cùng anh rồi. Đây. Mưa là ngồi nữa. Đây, chuẩn bị về anh em ơi. Anh em ơi, những video lên hàng tiếp theo. Quá mưa. À, báo cá đi lấy cá chua cá trên về đi. Cá chê hôm qua có quay rồi bị ba con bị sổng hết, hai con để nguyên đêm nó bò lên. Hết mưa đẹp, quá đẹp. Này báo cá rộng không cũng được.